Ừ, ăn ghê quá. Trời ơi. Nó làm như thiệt luôn à. Y như giống vậy. Khói ra mà. Rồi tập hợp ngoài kia rồi. Tập hợp ngoài kia giống đi. Tập hợp ngoài kia đây, tập hợp đây. Cũng ra là mình cũng ra, hôm nay nó cũng kêu ra. Xịt quá. Nó vậy chứ gặp lửa ngày cũng chiều vậy anh thấy không? Xịt vô cái cửa mà có bể cửa đâu phải không? Này gặp lửa sao dập được đúng không? Ừ. Xịt ở ngoài đi chứ nó có thấm vô trong đâu. Làm đăng chứ có giống thiệt quá, làm giống thiệt quá. Công nhân đang làm giải tán hết, tập trung hết. Mấy thằng này phải chạm tiền cho công ty đúng rồi.
nó lâu mới được biên tập vậy. Ta học đây nó thực tế hơn, ngoài kia sai sao không nhìn thực tế được. À, ta đứng đây nó thực tế kế bên, học cạnh cảnh luôn mà hơn đứng ở trên kia coi người này có trộn vô nó chở liệu đi sao bỏ lên xe chở. Quay cái gì không kia? Cấm quay phim chụp hình với mọi thứ. Quay nãy giờ ta ngưng, nãy giờ còn quay nữa hả? Lúc ta xịt nước quay đúng không? Xịt quay.